Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà trên kênh YouTube của Nam nha. Thì hôm nay trời cũng rất là đẹp và Nam cũng dành một chút thời gian để chia sẻ với cả nhà về một số cái quan cảnh ở thành phố Bến Tre nha cả nhà. Ở đây là cây cầu Mỹ Hóa, còn gọi là cầu Bến Tre 2 đấy cả nhà. À, chúng ta đi qua cây cầu này thì chúng ta thể về khu vực thành phố Ba Tri ha. thì đây là cầu Mỹ Hóa cũng xây dựng cách đây cũng nhiều năm rồi và cầu này thì buổi tối rất là đẹp nha cả nhà với rất là nhiều cái dãy đèn led đổi màu và hôm nay thì Nam sẽ cho cả nhà xem cái cầu này nhìn từ trên cao nha nó sẽ hoành tráng như thế nào và chúng ta chuẩn bị một chuyến bay trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu bay từ công viên ở ngay khu vực nhà hàng nổi của Bến Tre đó, và đây là bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu khởi động bay và bây giờ thì à, Nam sẽ chia sẻ tiếp với cả nhà à, trong chuyến bay hôm nay thì à, mình sử dụng cái flycam à, file à, 2se À, đây là một con lay cam trong tầm à, phân khúc là 5 triệu như cả nhà. Luôn phụ kiện thì chúng ta cũng à, có đâu đó là khoảng tầm à, 6 triệu. À, còn mấy thì cũng tầm 4 triệu thôi, nhưng mà chúng ta phải mua thêm một số phụ kiện sạc à, để à, và các cái đốc sạc để chúng ta có thể sạc nhanh vì con này bay rất là đầm. Đây là những cái clip mà Nam bay trực tiếp luôn. À, chỉ có cắt bỏ những phần thừa thôi. Còn ngoài ra thì cũng không có chỉnh sửa gì hết. Hình ảnh là ảnh thật của à, quay từ tay à, cam và chuyển về điện thoại nha cả nhà. Nếu chúng ta sử dụng à, thẻ nhớ ghi trên máy thì chắc chắn sẽ có hình ảnh đẹp hơn. À, đây nằm bay ra ở độ cao này thì cũng tầm à, có khoảng 50 mươi mét Đó, và mình lấy độ xa khoảng tầm 200 m thì hình ảnh nó truyền về máy sẽ rất là đẹp. Còn nếu chúng ta bay xa hơn nữa thì cái tín hiệu sóng nó truyền về hình nó sẽ không được mịn nha cả nhà. Cho nên nếu mấy anh em mà sử dụng bay xa hơn 3 400 m 500 m thì chúng ta nên dùng ghi trên thẻ nhớ. Còn nếu dưới 200 m trở lại thì chúng ta sẽ sử dụng quay trực tiếp và nó tải về điện thoại của chúng ta. Như cả nhà cũng thấy là hình ảnh nó rất là mượt Khả năng bay kháng gió của cái con pha 2 se này Nam thấy là rất tốt nha cả nhà Ở độ cao khoảng 100m thì hình ảnh rất là đẹp Ở đây thì Nam đang bay ly khoảng tầm 200m Và độ cao là 50m để chúng ta thấy hình ảnh mặt đất rõ hơn Có đoạn thì Nam cũng lên đến Chỉnh cho máy bay cao lên tầm 100 trăm mấy mét thì hình ảnh cũng vẫn bình thường. Trên đó thì cái sức gió cũng rất là ổn định. À các máy bay này thì năm thấy ổn và tập bay thì chúng ta có thể lựa chọn cái phân khúc này ok đấy các nhà À năm chia sẻ thêm về con Leica F2 SE thì con này nó có cái dung lượng pin là đâu đó 2006 Chúng ta một lần sạc đầy pin thì nó bay được khoảng tầm 25 phút thì trong uh, thời gian này chúng ta để an toàn hơn thì chúng ta phải tầm uh, khi chúng ta thấy pin xuống còn 20% thì chúng ta nên uh, quay về. Một là chúng ta quay về bằng thủ công, hai là chúng ta có thể dùng uh, uh, chức năng là uh, bay về thì bằng một nút nhấn thôi, máy sẽ định vị chúng ta và bay về. À, đúng cái vị trí luôn, nó gần như rất chính xác ngay cả nhà. À, để à, chúng ta khỏi phải mất thời gian bay về và nếu chúng ta để mà nó cạn pin thì chắc chắn nó sẽ phải à, quay về rất nhanh. À, khi chúng ta điều khiển thì chậm nhưng mà khi nó bay về vị trí xuất phát thì nó bay rất là nhanh và rất chính xác. cho nên lúc mà thời điểm mà chúng ta cắt cánh ở đâu đó thì chúng ta đừng nên di chuyển. kinh nghiệm theo kinh nghiệm của Nam bay đây thì mới có lần thứ tư thôi cả nhà và chúng ta uh, sẽ không phải di chuyển tại vì khi nó quay về nó sẽ quay về chuyển xuất phát và nếu chúng ta di chuyển xa hơn thì chúng ta phải mất thời gian chúng ta chạy lại cái điểm xuất phát để chúng ta nhận uh, chúng ta nhận lấy cam ha uh, cho nên là dù chúng ta có điều khiển đi xa thì nhưng chúng ta không rời cái vị trí ban đầu và nam chia sẻ thêm uh, qua một lần kinh nghiệm thì uh, mình uh, đã phải bỏ lấy cam mình đi di chuyển theo nó nhưng mà khi nó hết pin nó bay về thì mình phải mất thời gian mình chạy ngược về đấy cả nhà chạy gần chết luôn đó cho nên là chúng ta cứ đứng một chỗ và chúng ta khiển uh, Playcam theo ý muốn và chúng ta uh, cho nó bay về nếu mà chúng ta thấy là nó sắp hết pin Đừng để nó hết pin nó bay về Lỡ quá trình về không kịp thì có thể là nó sẽ rất là nguy hiểm Nhưng thật sự nó cũng đã tính toán được ở nhà nhà. Năm bay tới 10% thì nó quay về khoảng tầm 200m Nó tự quay về được nha Đáp xuống à, ngay cái vị trí xuất phát Và để à, chúng ta có nó bay về đúng vị trí ấy, Thì Nam chia sẻ thêm thì chúng ta nên à, à, mỗi lần bay đi một vị trí mới thì chúng ta nên vào chức năng để chúng ta quét lại la bàn vào chức năng cơm bắt các nhà chúng ta làm theo hướng dẫn xây máy bay ngang dọc để nó định vị nó lấy lại la bàn vị trí đó thì khi chúng ta điều chỉnh như vậy đó thì lỡ mà chúng ta điều khiển về khó khi mà nó ngoài cái phạm vi nó điều khiển đó cả nhà chúng ta điều khiển khó thì việc còn lại chúng ta chỉ có bấm cái nút quay về thôi thì lúc đó ReCam chúng ta sẽ quay về đúng vị trí và chúng ta không mất nhiều thời gian. có có thể nó không bị lạc hướng bởi là chúng ta chưa có quen á. Nên chúng ta nhìn trên la bàn, nhìn trên bản đồ chúng ta không hình dung được. À, Nam cũng mới có bay lần thứ tư thôi. Nên là cũng uh, có khi quay về được, có khi thì uh, cái khả năng quay đầu của mình nó cũng rất là khó cả nhà. Và chúng ta quay đầu thì chúng ta nên uh, tắt quay uh, video đi và chúng ta để ở chế độ sống thôi thì chúng ta điều khiển sẽ dễ hơn và lúc mà khi chúng ta quay thì nó sẽ bị tải hình ảnh nó sẽ bị uh, có thể bị giảm cái tín hiệu đường truyền và cái việc quay lại đầu của chúng ta sẽ khó hơn và có cảm giác là chúng ta sẽ bị bị bay xa hơn tại vì khi chúng ta quay đầu thì chúng ta phải điều khiển cả hai phím một phím là xoay máy bay và một phím di chuyển đó cho nên để có một cái đoạn quay đầu giống như thế này nè cả nhà chúng ta phải sử dụng phím uh, xoay bên trái và chúng ta đồng thời sẽ thêm một cái phím nữa là đi tới thì nó sẽ là tính năng quay đầu uh, đây là một uh, trong những cái động tác uh, kép của hai cái việc mà chúng ta điều khiển sẽ uh, gần như nó khó hơn là một cái động tác uh, những cái thao tác mà chúng ta đi thẳng uh, tới hoặc lùi thì rất là dễ cả nhà nhưng mà khi chúng ta điều khiển một cái vòng quanh một cái vật thể nào đó mà chúng ta điều khiển thủ công thì cần mình có kinh nghiệm nhiều hơn mà. và khi đó thì cái việc quay đầu chúng ta sẽ mượt mà hơn ha đó đây trên nó cái độ cao cũng tầm khoảng 50 mươi mét nhìn xuống dưới cái trọ chúng ta là cái nhà hàng nổi bến tre ha bên trái bên phải của chúng ta là cái một cái khách sạn hàm luôn khách sạn nổi tiếng thôi cả nhà Nam đang đứng ở khu vực này nên chỉ có quay trong cái phạm vi này cho cả nhà xem Và một chút xíu thì từ đây Nam sẽ bay thẳng về uh, trung tâm của thành phố Bến Tre Ở đó thì chúng ta sẽ thấy một cái uh, uh, quan cảnh là cây cầu Bến Tre 1 Nó là cây cầu uh, cái cối xưa đó nha cả nhà đó, Đây là một trong những cây cầu rất là đẹp Và buổi sáng ngày hôm nay thì uh, uh, ngay góc đó thì sẽ có một cái góc uh, uh, quay rất là đẹp và nhìn rất là huyền ảo nha cả nhà Do là mặt trời vừa lên thì thời điểm này thì cũng mới có 6 giờ mấy thôi Nên là còn sương mù rất là nhiều Nên là năm cũng bắt gặp được một cái khoảnh khắc rất là đẹp ngay khu vực đó Để an toàn bay hơn thì Nam cũng không bay quá gần đến khu vực uh, uh, cầu của Bến Tre Tại vì uh, ngay khu đó thì uh, nó cũng khá xa chỗ mình đứng và hình ảnh nó sẽ không được đẹp à, đây là trước mắt chúng ta là cái khách sạn hàm luôn nơi đây thì một trong những khách sạn nổi tiếng và ở trên sân thượng thì cũng có quán cà phê nha cả nhà và chúng ta lại à, di chuyển playcam về hướng trung tâm thành phố ha và ở đây thì chúng ta sẽ bay dọc theo bờ sông bay ở độ cao tầm khoảng 50 mươi mét thì chúng ta sẽ thấy à, quan cảnh rất là đẹp ở đây thì à, bữa giờ là trời là sáng nha cho nên chúng ta sẽ bắt gặp một cái cảnh khoảnh khắc là chúng ta quay ngược sáng à, thì nó sẽ tạo ra một cái không, à, không gian huyền ảo lên bên nhà đây là chúng ta quay vào buổi sáng ha quay ngược sáng à, phía trước chúng ta là cây cầu à, bến tre một cầu cái Cối ha qua cây cầu này thì chúng ta sẽ vào à, trung tâm của thành phố bến tre sau vài phút mà chúng ta chiêm ngưỡng à, à, cái cầu cái cối thì bây giờ chúng ta sẽ quay đầu ở đây thì nam đang tập bay thôi cả nhà cho nên nó cũng chưa được mượt lắm cả nhà thông cảm nha Và đây là cái cú quay đầu à, bằng thủ công nè cho nên cái cái chuyện mà chúng ta phối hợp ở hai cái cần điều khiển nó chưa được à, mượt cho nên là hình ngay cái đoạn đó nó hơi bị rung cả nhà có thể là chúng ta à, chuyển hướng nhanh hơn là tốc độ bay nên nó tạo sẽ tạo cái khung hình nó không mượt nha đó cho nên là sao làm sao chúng ta điều chỉnh được hai cái tốc độ nó nó phù hợp thì hình nó sẽ mượt và trong cái thời gian này thì chúng ta sẽ quyết định để bay về ha à, Nam sẽ từ ở đây nằm bay về luôn thì à, thời gian mình bay là cũng mười mấy gần 20 phút rồi cả nhà à, chúng ta cũng sẽ à, vừa bay vừa à, chúng ta thể quan sát về các tín hiệu GPS chúng ta quan sát về cái dung lượng pin rất quan trọng nha cả nhà khi khởi đa... xuất phát khởi hành bay thì chúng ta nên kiểm tra cái chỉ số trên GPS à, tối thiểu cũng từ 20% phần phần trăm đến ba phần ở trên thì chúng ta bắt đầu mới bay nó an toàn và bây giờ thì mình đã cho Leica hạ cánh xuống rồi cả nhà trước khi hạ cánh xuống thì chúng ta cũng phải giữ ở một cái độ cao nhất định từ từ hạ cũng giống như lúc mà cất cánh chúng ta cũng sẽ cho máy bay nó, nó ở một cái hoạt động khởi động ở một cái mức độ an toàn là chúng ta mới cho tăng độ cao nha. Sau khi chúng ta hạ độ cao và chúng ta giảm tốc độ cũng giống như là chọn cái vị trí trên mặt đất để chúng ta hạ cánh một cách an toàn. À, Nam cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi clip ha. Mấy anh em chơi lay cam trước thì có kinh nghiệm thì cũng uh, uh, truyền tải và chia sẻ thêm nha. Uh, chúc cho cả nhà một ngày là uh, việc uh, thật là và vui vẻ và lành. Xin trọng kính chào và gặp lại. Bye bye.